mặt quỷ, tên khác cây gạch, nhau đỏ, dây ngón đất, nghề bà, khua mắc ma, tẩy, họ cà phê. Bộ phận dùng: lá và rễ mặt quỷ được thu hái quanh năm, dùng tươi hay phơi khô, thường không phải chế biến, nhưng có khi sao cho hơi vàng hoặc tẩm rượu sao. Tính vị công năng: cây mặt quỷ có vị hơi đắng, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, tả hỏa, nhuận tràng, giải độc. Công dụng: toàn cây mặt quỷ được dùng chữa thấp khớp, đau lưng, nhức xương. Ngày 12-20g sắc uống, dùng riêng hoặc phối hợp với cà gai leo, kim cang, dây gắm, dây đau xương, ngũ gia bỉ. Dùng ngoài, cành và lá mặt quỷ để tươi, giã nát, đắp chữa mụn nhọt, nấu nước tắm, chữa dị ứng, mẩn ngứa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình, hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.